mà lên số điện thoại giúp em mọi người ơi. Rồi ok chị Hồng Trúc nè. Một đỏ tươi. 0919815985. Rồi chị Hồng Trúc có một vàng một đỏ nha chị. Bà ba bông không có chị Liên ơi. Bà ba màu không à. 57kg mét 6 hoặc size 3 cho em nha chị Vũ Kiều ơi. Rồi màu này em mặc là màu hồng, chế đẹp rồi thích lên cho em mã hồng các chị đẹp gái. Màu hồng tươi lên giùm em nha. Màu hồng tươi kèm size lên giúp em. Hồng tươi kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã hồng tươi lên giùm em mọi người. Hồng tươi lên giúp em. Hồng tươi các chị đẹp gái. Rồi em lên màu này màu xanh bạc hà. Cái này là thun lai dông nha chị Mỹ ơi. Thun lai dông co giãn, chị co giãn mặt đẹp lắm. Mát lắm, form cực chuẩn cho các chị luôn. Chế đẹp nào mà không biết mặc size nào lên cho em chiều cao cân nặng ha. Rồi màu này là màu xanh bạc hà các chị đẹp, em đang mặc là size số 2. Size số 2 từ 50 đến 55kg nha, số 3 55-60kg. Rồi lên cho em mã này xanh bạc hà, em còn size 2 và size 3 màu xanh bạc hà nha các chị. Rồi, lên xanh bạc hà cho em nha. Xanh bạc hà em còn size 2 và size 3 các chị đẹp gái ơi. Rồi chị nào thích màu này lên cho em xanh bạc hà size 2-3 nè mọi người. Lên xanh bạc hà size 2-3 giùm em. Màu em lên là màu xanh bạc hà nha. Rồi chốt xanh bạc hà size 2-3 giúp em. Xanh bạc hà size 2-3 mấy chị. Không nhớ màu nhiều lắm mà ta. Rồi em lên màu đen nha. Chị đẹp nào thích màu đen chốt đen cho em. Đen vừa đủ size 1, 2, 3, 4, 5. Chị đẹp nào thích màu đen lên cho em mã đen nè các chị đẹp gái. Màu đen nha. Rồi lên cho em mã đen nè. Chị Trịnh Tươi gì đó hồi nãy chị Trịnh Điệp chứ. Chốt hàng lên số điện thoại giúp em chị đẹp gái ơi. Rồi lên cho em mã đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 từ 40kg tới 70kg. Lên cho em màu đen mọi người ơi. Chốt đen giúp em nha. Đây mới chết. Chắc thun lai dông co giãn nha các chị đẹp. Mịn. Mặc bao đẹp, form lên bao đẹp cho các chị luôn. Rồi lên cho em màu này màu đen. Màu đen mấy chị đẹp gái ơi. 57kg, 1m6 là mặt size số 3 cho em nha chị Vũ Kiều. Rồi lên cho em mã đen kèm size lên kèm số điện thoại giùm em màu đen nha các chị đẹp. Màu đen đợt này cái bông màu đen size số 3 rất là đẹp luôn á. Đây. Màu đen size số 3 nó sẽ bao lên cái bông màu xanh mọi người. Quá đẹp luôn. Đó. Rồi chế đẹp nào mình thích màu em đang mặc lên cho em màu đen nha. Đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã đen. Màu hồng tươi 1m59, 48kg. Rồi em lấy chị size 1 màu hồng tươi nha chị đẹp. Lấy chị một cái size 1 màu hồng tươi nha. Chị Vũ Thị Mỹ. Ok chị đẹp gái là chị Vũ Thị Mỹ nè. Màu em mặc màu đen, chị đẹp nào thích đen chốt đen giúp em mọi người ơi. Từ size 1 tới size 5 là 40kg tới 70kg nha. 40kg tới 70kg. Ok chị Vũ Thị Mỹ nè. Các chị cho số điện thoại cho đúng giùm em mọi người ơi. Nhiều chị cho số điện thoại gọi không có liên lạc được á. Rồi ok chị Vũ Thị Mỹ nha. 58kg 1m55 mặc size số 3 cho em nha chị Diễm My. Rồi màu đen chứ đẹp là thích lên cho em màu đen đi mọi người. Đen. Đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã đen lên cho em. Chị Vũ Kiều một áo đỏ một bộ đen size 3. Rồi ok chứ đẹp một áo đỏ một bộ đen size 3. Một đỏ một đen size số 3 đúng không chị đẹp giá. Ok chị đẹp nha. Một đỏ một đen số 3 này. Cả bộ ok chị đẹp. Chị Vũ Kiều. Ok chị Vũ Kiều nha, một đỏ một đen. Chị Diễm My ơi, 135.000 một bộ, chị đẹp 75.000 một áo lẻ nha. Một đen cao 1m65, 62kg. Rồi em lấy chị một đen 4 nha, chị đẹp gái. 1m6, 15, 62kg. Rồi em lấy chị đẹp size 4 nha. Okay.
chị Lan Nguyễn. Size 2, 3, 4, 5 mọi người ơi. Size 2, 3, 4, 5 từ 50kg tới 70kg.
rồi, cái này màu tím sen. Nếu nào thích lên cho em màu tím sen nè mọi người. Nó hơi pha một chút màu hồng vô nha. Rồi chế đẹp nào thích màu này lên cho em mã tím sen. Tím sen kèm size lên giùm em. Coi còn size nào nha. Rồi lên màu tím sen, cái view nó tuột xuống rồi mọi người ơi. Chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em. Rồi tím sen nè mấy chị đẹp gái. Rồi màu đen được này về quá trời luôn mấy chị. Rồi tím sen em còn size 1 và size 2. Chị yêu nào vừa chốt cho em mã tím sen size 1, 2 mấy chị đẹp. Màu tím sen size 1, 2 65kg, 1m50. Chị mặc size số 5 cho em nha chị Diễm My. Mặc size 5 giùm em nha. Rồi màu này màu tím sen mấy chị đẹp gái ơi, lên cho em mã tím sen. Em còn size 1, size 2. Size 1 40-50kg, size 2 50-55kg giùm em nha. Rồi lên cho em mã tím sen. Chị Diễm My ơi, chị mặc size số 5 đó chị đẹp. Rồi em lên màu này màu hồng phấn, chị đẹp nào thích lên cho em mã hồng phấn. Hồng phấn em còn size 1, 2 luôn nha. Hồng phấn em chỉ còn size 1 và size 2 thôi. Chị yêu nào thích lên giúp em hồng phấn nè. Rồi màu này màu hồng phấn mọi người ơi. Rồi chốt cho em mã hồng phấn size 1, 2. Màu hồng phấn nha mấy chị. Đây, rồi chốt cho em hồng phấn size 1, size 2 giùm em nha. Từ 40-55kg. Rồi lên giúp em mã hồng phấn 1, 2 mọi người. Chốt cho em hồng phấn size 1, 2 nè. Rồi em có màu này là màu vàng nghệ. Chế đẹp nào thích lên cho em vàng nghệ size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt mã vàng nghệ giùm em thôi. Như là size 5 em post nè. 1, 2, 3, 4 mã vàng nghệ giúp em nha. Màu vàng nghệ. Màu vàng nghệ mấy chị yêu ơi. Lên vàng nghệ giùm em nha. 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị đẹp gái. 1, 2, 4, 5 giùm em màu vàng nghệ. Em chào chị Trung Khương nha. Hello chị. Màu nào chưa có chị chốt đi chị đẹp. Rồi lên vàng nghệ giúp em, vàng nghệ hay là vàng đồng gì đó mấy chị yêu. Chốt mã vàng nghệ giùm em size 1, 2, 4, 5 cho em nha. 1, 2, 4, 5 mấy chị đẹp gái. Quá đẹp luôn. Rồi chị yêu nào thích lên giúp em mã vàng nghệ nha. Vàng nghệ, vàng nghệ. Rồi em có màu này là màu hồng ruốc. Chị đẹp nào thích lên cho em hồng ruốc kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Hello chị nha. Chị bữa trước chị có màu xanh coban chưa? Chưa có, em lấy màu xanh coban cho mình nha. Rồi hồng ruốc cho em nè mấy chị. Size 1, 2, 3, 4, 5 mã hồng ruốc. Đẹp quá mấy chị ơi. Màu em lên màu hồng ruốc nha. Rồi chị yêu nào mình thích màu này chốt cho em mã hồng ruốc size 1, 2, 3, 4, 5. Không quá tươi mà cũng không quá chìm nha các chị. Em chào chị Hằng Silicon nè, 70kg, mặc size số 5 giùm em chị đẹp. Rồi lên giúp em màu màu hồng ruốc. Hồng ruốc kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên mã hồng ruốc giùm em ha. Hồng ruốc size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em có màu này là màu cam đất, chị đẹp nào thích lên cho em cam đất. Màu cam đất mọi người ơi. Cam đất em còn size 1 và size 5 nha. Cam đất size 1, 5 giùm em. Đây mấy chị đẹp. Rồi lên giúp em mã cam đất size 1, size 5. Màu em lên là màu cam đất mọi người. Rồi chốt cho em cam đất size 1, 5 giùm em ha. Màu này lên rất là trắng da đó các chị đẹp. Rồi lên giúp em mã cam đất size 1 và size 5. Lên cam đất giùm em. Chị chốt vàng nghệ số 5, ok chị. Chốt vàng nghệ 5. Màu hồng ruốc chị có chưa chị yêu? Rồi lên cho em màu này là màu cam đất mấy chị đẹp gái. Cam đất size 1, size 5 giùm em nha. 1, 40, 50kg, size 5 là 65, 70kg. Cam đất nè. Rồi em có màu này là màu vàng. Vàng hồi nãy em mặc vàng lúc đầu là vàng tươi. Còn cái này là màu vàng nha các chị, nó đậm hơn màu hồi nãy một xíu. Cái này các chế chốt cho em mã vàng kèm size 234. Lên cho em vàng size 234 nha mọi người. Rồi chốt cho em vàng size 234 mấy chị đẹp gái. Cái này nó vải nó bị dư nè, để em cắt.
xíu em cắt cái này ra. Rồi lên cho em vàng size 234 mấy chị yêu ơi. Rồi chốt vàng 234 giùm em nha. Vàng size 234 mấy chị đẹp. Lên cho em mã vàng size 234. Cam sữa số 3 số 5. Chị Diễm My cam sữa số 3 số 5, chị lấy một cái số 3 một cái số 5 hả chị? Ok chị đẹp nha, cam sữa số 3 số 5. Em không có re ship nha chị ơi, ship đồng giá 30.000 nha chị đẹp gái. Chị Diễm My. Ship đồng giá 30.000 giúp em mọi người ơi, không có re ship nha các chị đẹp. 1, 8, 9, 10. Rồi màu em mặc chốt cho em mã vàng size 234 mã vàng các chị đẹp gái ơi. Vàng size 234 giùm em. Vàng size 234 cho em nha. Rồi chị đẹp nào thích mã này lên cho em vàng size 234. Cam đốc số 5 ok chị, cam đốc số 5. Rồi còn cái 5 nữa, cam đốc nữa. Chị Chu Phương. Quần ống quần là cũng có size từ 1 tới 5 là ống từ 29 tới 34 đó chị, 29 tới 33 34 gì đó. Từ 29 tới 33 34 gì đó chứ đẹp. Rồi em lên màu này là màu xanh đậu nè. Màu xanh đậu size 2345 giùm em mã xanh đậu nha các chị đẹp. Xanh đậu lên cho em xanh đậu size 2345. Trời màu này lên quá cưng luôn nha mọi người. Xanh đậu size 2345. Đúng rồi chị Hồng chốt, em chốt chị là cái vàng lúc đầu em mặc đó chị đẹp. Em chốt chị là cái vàng hồi lúc đầu em mặc nha. Rồi màu xanh đậu mọi người ơi, size 2345 giúp em. Mã xanh đậu. Màu xanh đậu nha mấy chị. Đây ho. Còn cái màu lên rất là đẹp nha. Ở ngoài các chị thấy xanh hơn, vô màn hình các chị nhìn thấy nó hơi xám xám á. Ok chị Hồng chốt nha. Rồi đây chị đẹp nào thích màu này lên cho em màu xanh đậu nè. Chị Trung Hương màu này chị đẹp chưa có nè. Chốt cho em mã xanh đậu size 2345. Màu xanh đậu giùm em nè. Rồi em lên màu này màu tím than nha mọi người ơi. Màu tím than, chứ đẹp nào thích tím lên cho em mã tím than size 2345 màu tím than. Chốt tím than cho em size 2345. Rồi lên cho em mã tím than nè mọi người. Đây, màu tím than, trời ơi lên hơi bị sang nha. Rồi chốt cho em mã tím than size 2345 màu tím than lên giúp em. Tím than mấy chị đẹp gái. Chốt mã tím than size 2345. Trời ơi màu tím than hơi bị đẹp nha mọi người, mặc lên sang lắm luôn á. Lên mã tím than giùm em nè, 2345 màu tím than mọi người ơi. Rồi chốt cho em tím than nha. Rồi em có màu này là màu tím đậm, chị nào thích lên giúp em mã tím đậm. Màu tím đậm mọi người. Đây. Size 2345 chế đẹp nào thích lên cho em mã tím đậm size 2345. Từ 50kg tới 70kg lên mã tím đậm. Các chị đẹp lâu lâu mình chấm bài tương tác chia sẻ cho em nha mọi người ơi. Lên mã tím đậm giùm em. Trời ơi cái màu này đẹp quá mọi người. Vải rất là mềm luôn nha. Rồi lên cho em màu tím đậm size 2345 mã tím đậm. Lên mã tím đậm size 2345 giúp em. Đây các chế đẹp gái. Tím đậm size 2345 giùm em mọi người ơi. Chị Lan Nguyễn. Ủa chị Lan Nguyễn hồi nãy chốt cái gì mà dồn đơn ta? Chị Lan Nguyễn ơi, nãy giờ chị đâu có chốt gì đâu chị đẹp. Em coi lại coi. Chị Lan Nguyễn nãy giờ chế đẹp có chốt gì đâu. À, có một đen rồi, trời ơi. Nhớ rồi, xin lỗi chị. Size số 4 rồi, ok chị đẹp, em lấy cho chị một tím đậm size 4 nha.
Sorry chị Lan Nguyễn. Không có màu trắng tinh chị Trung Hương ơi, có màu trắng như hồi bữa em đưa chị đó. Rồi chị nào lấy tím đậm này nữa, chốt tím đậm giùm em nha, size 2, 3, 4, 5 mã tím đậm lên cho em nè. Màu trắng đây này chứ đẹp. Nó không phải là màu trắng tinh đâu, nó là màu trắng hơi hơi hồng một xíu nha. Đây. Rồi em có size 3, 4, 5, chị yêu nào mình thích này, chốt cho em mã trắng size 3, 4, 5 nha. Màu trắng tinh không có đâu các chị. Chị may thì có chứ màu trắng tinh không có đâu. Rồi màu em mặc là màu trắng hơi hồng một xíu này, size số 3. Rồi chế đẹp nào mình thích màu này lên cho em mã trắng size 3, 4, 5. Lên cho em mã trắng size 3, 4, 5 giùm em đây. Em ngồi gần các chị xem là nó hơi hồng một xíu xíu rồi. Bên vẫn là màu trắng nha. Rồi chốt cho em mã trắng size 3, 4, 5 các chị đẹp gái. Em mặc size số 3 là rộng nè. Rồi lên cho em mã trắng size 3, 4, 5 lên giúp em. Đây chị, màu này nè. Đẹp mà lên dưới quần đen rất là đẹp luôn á. Rồi chứ yêu nào thích lên cho em trắng size 3, 4, 5 nè. Rồi em lên màu này màu hồng sen, chị yêu nào thích chốt mã hồng sen giùm em. Hồng sen mấy chị yêu ơi. Hồng sen kèm size 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã hồng sen nha. Đây màu này là màu hồng sen mấy chị đẹp gái ơi. Hồi nãy em lên một cái màu tím là tím sen nha. Còn cái này là hồng sen, nó sẽ tươi hơn cái màu tím sen một xíu nè. Rồi chị yêu nào mình thích màu này lên giúp em mã tím hồng sen. Hồng sen kèm size giùm em. Hồng sen kèm size giúp em mọi người. Size 2, 3, 4, 5 mã hồng sen. Hồng sen size 2, 3, 4, 5. Đẹp quá mấy chị, chốt trắng. Ok chứ đẹp. Chốt chị trắng nha. Ok trắng 5. Rồi hồng sen chị yêu nào thích lên cho em hồng sen size 2, 3, 4, 5 mã hồng sen. Rồi em có màu này là màu đỏ đô nha mấy chị đẹp gái. Chốt đỏ đô kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã đỏ đô lên giúp em. Đỏ đô mấy chị yêu của em đâu hết rồi. Lên đỏ đô giùm em nè, size 1, 2, 3, 4, 5, 40kg tới 70kg màu đỏ đô nha mấy chị đẹp gái ơi. Mã đỏ đô. Rồi màu em lên màu đỏ đô này mấy chị. Nó sẫm màu hơn cái màu đỏ tươi một xíu nha. Rồi chế đẹp là mình thích đỏ đô, chốt cho em đỏ đô size 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ đô giùm em. Đỏ đô 1, 2, 3, 4, 5. Màu này lên sang lắm mọi người ơi, rất là sang. Rồi chốt cho em đỏ đô size 1, 2, 3, 4, 5 nè. Màu đỏ đô nha mọi người. Lên mã đỏ đô giùm em. Rồi em có cái màu tím này. Tím này là tím tím gọi là tím gì ta? Tím nhạt. Lên cho em mã tím nhạt, em có size 1, size 4 màu tím nhạt mấy chị đẹp gái. Màu tím nhạt nha. Rồi chốt mã tím nhạt size 1, size 4 lên cho em nè. Tím nhạt. Lên cho em mã tím nhạt size 1, size 4 mấy chị đẹp. Sao nó chói chói vậy ta? Rồi chốt cho em tím nhạt size 14 mọi người ơi. Đây ha. Màu tím nhạt size 14. Size 14 40-50kg, size 4 là 60-65kg cái chứ đẹp. Rồi lên cho em màu tím nhạt size 1, size 4. Tím nhạt 14 giùm em nha. Đẹp lắm mọi người. Lên cho em màu tím nhạt size 1 và size 4 cho em. Đây. Chị nhìn ha. Đó, nó hơi tím một xíu. Rồi lên mã tím nhạt size 1, size 4. Rồi em có màu này là màu nâu. Màu nâu đậm giùm em nha. Màu nâu này lên rất là đẹp luôn. Chị nào thích lên cho em mã nâu size 2, 3, 4, 5 mã nâu. Nâu này rất là đậm luôn nha mọi người. Màu nâu đậm. Chị yêu nào thích chốt cho em mã nâu size 2, 3, 4, 5 lên mã nâu giùm em. Màu nâu mọi người ơi.
Rồi lên cho em mã nâu size 2, 3, 4, 5 mã nâu. Ok chị đẹp, ok chế. Rồi màu này màu nâu mấy chị ơi, lên cái hoa thêm màu tím quá đẹp luôn. Em có size 2, 3, 4, 5 nha. Chị yêu nào thích chốt cho em nâu. Chị lấy bộ tím than 58kg, 1m68. Chị chúc ngộ 1m68 là chị mặc cái quần nó sẽ hơi ngắn một xíu á chị yêu. Em lấy cho chị cái áo số 3, cái quần số 4 nha chị đẹp. Tím than em lấy 1m68 là chị mặc cái áo nó sẽ hơi ngắn nha chị. Tại vì mình cao nó quá quá size của em rồi. Em lấy cho chị size số 4 nha. Màu tím than mấy chị size số 4 cho nó vừa tầm nha chị đẹp. Chốt chị một tím than size số 4 về mình mặc cho nó vừa mà cái bên hai cái bên mà nó hơi rộng thì chị bóp eo lại một xíu là được nha chị Chúc Ngộ ơi. Để chiều dài cho nó vừa nha. Ok chứ đẹp. Ok, em lấy chị Chúc Ngộ một bộ size 4 nha chị. Rồi một mã nâu cho chị Lan Nguyễn. Lên cho em mã nâu size 2, 3, 4, 5 cho chị đẹp gái. Nâu size 2, 3, 4, 5 giùm em, chị Lan Nguyễn. Chị muốn đổi màu cam lấy màu tím nhạt số 5. Tím nhạt em có 1 và 4 là chị Trung Khương. Tím nhạt không có 5 chị. Rồi mã nâu em mặc đẹp quá nè mọi người. Không em ơi, chị không có nhận nha. Chị không có nhận may. Cái này bên xưởng người ta may số lượng lớn người ta bỏ bán chứ còn nhận vài cái chị đâu có, chị cô cũng hay đâu. Nếu mà bên xưởng nó ra có thì chị lấy, nhưng mà cái mẫu trơn người ta không thích bằng cái mẫu thiêu hoa này. Thiêu một cái hoa trên một cái hoa dưới mặc rất là đẹp. Cho chị một quần, ok chị đẹp nha. Ok chị. Rồi lên cho em màu này là màu nâu. Chị đẹp nào thích lên mã nâu cho em nha mọi người. Rồi em có màu này là màu xanh. Màu xanh lá tươi, chị yêu nào mình thích chốt cho em xanh lá tươi. Màu xanh lá tươi mấy chị yêu. Mã xanh lá tươi, chị nào thích lên giúp em xanh lá tươi nè. Em lên thêm mấy màu nữa em qua room cho các chị nha. Room hay là đồ bộ, áo len gì đó. Các chị thích cái mẫu nào em lên cho, đồ bộ mặt nhà em cũng có. Áo len kiện em cũng có nha. Rồi màu này là màu xanh lá tươi. Chế đẹp nào thích lên cho em mã xanh lá tươi kèm size. Rồi xanh lá tươi em còn size 4, size 5 mấy chị đẹp. Lên mã xanh lá tươi size 4, 5 giúp em nha. Màu xanh lá tươi mọi người ơi, lên rất là sang luôn. Chốt xanh lá tươi size 4, size 5 giúp em mã xanh lá tươi ha. Rồi xanh lá tươi size 4, 5 lên giùm em nha. Màu xanh lá tươi nè. Rồi mã này lên giúp em mã hồng da nha mọi người. Màu hồng da. Màu hồng da kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã hồng da lên giúp em. Màu này lên dễ thương lắm. Màu rất là nhạt. Rồi lên cho em mã hồng da mọi người ơi. Hồng da size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Màu hồng da mấy chứ. Hồng da kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em mọi người. Chị yêu là thích lên giúp em hồng da nha. Rồi hồng da mấy chị đẹp gái ơi, màu hồng da kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên mã hồng da giúp em. Rồi em lên tiếp màu này. Màu này màu tím mực nha mọi người. Màu tím mực. Chị nào thích lên giúp em mã tím mực size 1, em còn size 1, size 4, mã tím mực giùm em ha. Nó sẽ nhạt hơn cái màu tím đậm hồi nãy nha mấy chứ. Nhạt hơn màu tím đậm hồi nãy. Đây mấy chị đẹp gái. Rồi lên cho em mã tím mực size 1, size 4, màu tím mực. Size 1, size 4, màu tím mực lên giúp em mọi người. Rồi size 1, 4, màu tím mực. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Màu tím mực cho em ha. Rồi
chị yêu nào thích màu này lên cho em mã tím mật nha, size 1 và size 4. Size 1 40 50 kg, size 4 60 đến 65 kg nha mọi người. Em chào chị Tiếp Lê nha. Rồi lên cho em mã măng mã tím mật size 1 size 4 giùm em màu tím mật. Rồi em có màu này là màu xanh dương đậm. Màu xanh dương rất là đậm luôn, chị nào thích lên cho em màu xanh dương đậm. Rồi lên mã xanh dương đậm 345 giùm em. Hết cái này em qua áo hoa cho các chị nha, áo và ba bông. Rồi lên cho em mã xanh dương đậm các chị đẹp gái, size 345 màu xanh dương đậm. Size 345 màu xanh dương đậm giùm em nha, cái này size số 3. Đối với chị tím đậm sang tím mực ok chị. Rồi em lấy chị tím mực nha. Đổi lại chiếc tím đậm chị Lan nữa. Rồi tím đậm em còn size 234 chị yêu nào thích chốt giùm em nè. Rồi mã này lên mã xanh đậm cho em mọi người ơi, xanh đậm size 345 màu xanh đậm giúp em. Mét 50 51 kg mặc size số 2 cho em chị đẹp. Mặc size số em chị số 2 cho em nha. Ồ cái này là size số 3 lận nè. Màu này em có size 345 đẹp lắm mấy chị, màu này lên rất là đẹp luôn. Rồi chị yêu nào thích màu này lên cho em mã xanh đậm size 345. Chốt cho em xanh đậm 345 mấy chị đẹp gái. Xanh đậm 345 lên giúp em mọi người nha. Rồi lên xanh đậm size 345. Màu xanh đậm. Rồi màu này lên cho em màu hồng. Màu hồng các chị đẹp gái ơi, màu hồng nha. Hồi nãy là hồng sen, hồng sữa hoặc các kiểu, cái này lên cho em màu hồng thôi. Đây mọi người. Hồng này em còn size 1 và size 2. Chị nào thích lên cho em mã hồng size 1 2 nha. Rồi lên mã hồng size 1 2 giùm em nè. Rồi hồng size 1, size 2 mọi người. Hồng size 1, 2 giúp em nha mấy chị đẹp gái. Đây màu hồng đây, em đứng đây là đúng màu của nó là các chị đẹp. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em hồng. Hồng size 1, size 2 lên cho em nha. Rồi em có màu này là màu cà phê sữa. Chị đẹp nào thích lên cho em mã cà phê sữa size 3, 4. Lên giúp em màu cà phê sữa, em có size 3, size 4 nha các chị đẹp. Cà phê sữa giúp em nha. Chốt cà phê sữa size 34. Lên cà phê sữa size 34 giúp em. Màu này màu cà phê sữa nha mấy chị yêu ơi. Rồi em có size 3, size 4 màu cà phê sữa. Đẹp quá mấy chị. Chị Vũ Thị Mỹ hồi nãy chị 48 kg, 1m5 mấy mặc size số 1. Đúng rồi, nãy em chốt chị cái gì? Chị Vũ Thị Mỹ. Bộ Huy Mỹ nãy em chốt chị gì ta? Chốt qua rồi em nhớ rồi đi, em coi lại coi. Đúng rồi chị đẹp. Nãy chị chốt cái hồng tươi số 1 đúng không? Em chốt chị size 1 rồi nha. Rồi cái này lên cho em màu cà phê sữa các chị đẹp gái ơi. Cà phê sữa size 34. Màu cà phê sữa size 34 cho em nha. Hồng tươi đúng rồi, nãy em chốt chị là size số 1 đó chị Vũ Thị Mỹ. Một bộ 135.000 chị đẹp. Một bộ 135.000, còn một áo lẻ là 75.000 một áo. Rồi em lên màu này màu xanh lá đậm chị đẹp, nào thích lên cho em xanh lá đậm nha. Xanh lá đậm giúp em mọi người. Màu xanh lá đậm giùm em. 75.000 một áo, 135.000 một bộ, em có ghim giá ở bình luận đó mọi người. Rồi lên cho em màu xanh lá đậm. Em còn size 1, size 4, size 5 nha. Mã size 1, 4. Rồi mã xanh lá đậm em còn size 1 và size 4. Xanh lá đậm em còn size 1, 4. Có vài ba bộ bông không em? Có chị Thùy Vương, có chị đẹp. Có bông nha. Rồi hết cái này em lên áo và ba bông cho mọi người. Hết cái này em lên áo và ba bông cho nha. Và ba bông xinh đẹp luôn á. Rồi chị nào thích màu này lên cho em mã xanh lá đậm. Có chị đẹp ơi, áo tay lỡ là áo hoa nè. Giờ em lên áo và ba bông nha. Và ba bông 70.000
chị đẹp gái. Rồi em lên áo bà ba bông cho mọi người nè, chờ em xíu về cái đóng này. Bà ba bông tay vải là 65.000 một áo, còn tay đen là 70.000 nha mấy chị đẹp. Tay vải 65 nha, còn tay đen là tay lỡ. À, tay vải là 60 luôn, tay vải tay đen là 65 giùm em nha. Nói hồi nó lộn xộn. Rồi tay lỡ đây nè. Cho em xíu. Cái này đẹp quá mấy chị, lên cái tay ren màu xanh luôn.
Chốt cho em mã xanh dương size 2345 màu xanh dương. Lên cho em mã xanh dương size 2345 mấy chị đẹp gái. Xanh dương giúp em nha. Form cho em mặc nha mọi người ơi, tay. Đó, quần là quần ống rộng mọi người, quần ống rộng chứ không phải ống suông nha. Ống rộng. Rồi lên giúp em mã này mã xanh dương size 2345 màu xanh dương lên giúp em. Đó, đẹp chưa? Em là biến mặt vô quá mấy chị ơi. Rồi lên cho em mã xanh dương size 2345 mà xanh dương nha. Xanh dương size 2345. Chị ơi có thích áo hoa này không? Không thì em qua mẫu nha mọi người. Em qua mẫu đồ bộ mặc nhà hoặc là bộ giá rẻ 40.000 một bộ, quần 40.000 một cái. Đẹp lắm luôn. Rồi chốt mã xanh dương cho em nè. Lên cho em mã beo size 2345 mã beo. Beo xanh giùm em nha. Rồi lên giúp em mã beo xanh. Nó là chấm bi và chấm bi này là họ tiết beo đó mọi người. Rồi chốt cho em mã beo xanh nha các chị đẹp gái ơi, size 2345 mã beo xanh lên giúp em. Rồi beo xanh nè mấy chị đẹp. Chị yêu là mình thích cái này lên giúp em mã beo xanh nha. Tay dài cũng có nha mọi người. Rồi cái này em còn cái số 1, chị yêu nào vừa chốt giúp em mã cam 1. Lên mã cam 1 giùm em 40-50kg lên mã cam 1. Rồi lên giùm em mã cam 1 nè. Chốt cam 1 giúp em. Tay lỡ vải hả? Có chị ơi, nó xen kẽ, có cái không chứ đẹp. Thường tay vải nó là tay ren nha. À, thường tay lỡ nó là tay ren. Còn tay vải hiếm lắm, tay vải hình như không có. Có cái có cái không. Tay vải chỉ có tay dài là nhiều nè. Rồi chị nào thích cái này lên cho em mã cam. Mã cam size số 1 giùm em nè. Cam 1 mọi người. Rồi tay lỡ tay vải nha chị, mà cái này size số 4. Đó chị đẹp nào vừa cái này lên giúp em mã hồng 4 nha. Ho này đẹp quá mấy chị yêu ơi. Rồi lên giúp em hồng 4 mấy chị. Đã ha. Đưa chai nước giùm mẹ coi. Rồi hồng 4 giùm em. Chờ mặt chai nước đó. Hết này em lên áo len cho các chị nha. Áo len kiện á, 40.000 một áo. Bao đẹp luôn á. Rồi lên giúp em mã này là mã hồng size 4, hồng 4 giùm em nè. Hồng 4 mấy chị đẹp gái, hồng 4. Rồi cái này chốt cho em vàng 2 mấy chị ơi, vàng 2 giùm em nha. Vàng 2, chị yêu nào thích cái này lên cho em mã vàng 2. 50-55kg vừa mã này nha, chốt cho em vàng 2. Sao em làm biến lai áo lông á mấy chị. Em thích lai áo màu hơn à. Rồi lên vàng 2 giùm em nè. Chị Ngô Hoài ơi, không chọn được cái màu nào hả chị? Chị đẹp không chọn được cái màu nào hả chị yêu ơi? Rồi cái này lên cho em mã đỏ 1 nha các chị đẹp gái, đỏ 1. Đẹp chưa? Rồi lên mã đỏ 1 giúp em nha. Lên cho em mã đỏ 1 này các chị đẹp. Đỏ 1, nền đen lên hoa đỏ quá tươi luôn. Rồi chốt cho em mã đỏ 1 nha, đỏ 1. Đỏ 1 mấy chị yêu ơi, chốt đỏ 1 giùm em nè. Thôi. Rồi cái này lên giúp em mã này mã cam. Cam size số 3, 55-60kg. Chốt cam 3 giúp em.
Cái nào cũng mặc vào nó lâu lắm chị Mỹ ơi. Em lên cái hoa nào chị thấy thích thì chị chọn dọn giùm em nè. Rồi lên cho em mã cam 3 nha. Chị mặc size số 1 mà chị hỏi tay vải là em hết rồi đó. Tay ren là nhiều thôi chị. Rồi cam 3 giúp em, cam 3. Số 1 tay vải ít lắm chứ đẹp gái ơi. Sợ không có ở nhà vậy thì mình đi đâu về đi rồi mình hãy kêu em gửi hàng nha. Rồi
rồi cái này lên cho em mã vàng nhạt bông to mọi người. Nền xanh đen lên cái hoa màu vàng nhạt. Đây là em mặc là size 3 này, em còn size 34. Chị nào thích cái này lên cho em mã vàng nhạt size 34. Lên mã vàng nhạt size 34 giùm em nha. Rồi lên cho em vàng nhạt size 34. Muốn tay lỡ thì cắt cái đó lên, cắt ngang đây may lên là thành tay lỡ gì đâu chị đẹp. Đơn giản mà, chị lấy cái đó đi em cắt tay lỡ lên cho. Chị lấy đi em cắt tay lỡ lên cho. Lấy cái đỏ đó đi em cắt tay lỡ cho nha. Chơi là phục vụ với chị từ A tới Z luôn. Rồi cái này lên cho em mã vàng nhạt size 34 mọi người. Vàng nhạt 34 lên giùm em. Rồi cái này lên cho em mã hoa nâu. Ồ cái này đẹp quá. Rồi hoa nâu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã hoa nâu lên giúp em. Quận 8. Quận 8 chiều nay em gửi hàng, đây là thứ 3 thì tầm thứ nhanh thì thứ 5 mà chậm là thứ 6 nhận nha chị Nga Hồi ơi. Rồi cái hoa vàng này đẹp quá mấy chị. À, hoa nâu này đẹp quá, chị nào thích lên giúp em mã hoa nâu nha. Hoa nâu kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5 mã hoa nâu. Hoa nâu size 1, 2, 3, 4, 5. Một bộ ok chị Nga Hoài nha. Ok chứ đẹp. Rồi hoa nâu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Hình như cái hoa cam này có tay bản này hết size 1. Rồi mã này các chị lên giúp em mã xanh lơ nha. Chị Lan Nguyễn, chị lấy cái này size số 4 được không? Cái này nó giống như là cái cam hồi nãy nè, giống như hoa cam hồi nãy mà cái này lên hoa xanh lơ, em còn size 34 nè. Chị nào vừa cái này lên cho em mã xanh lơ size 34 giúp em nha. Để size số 3 em mặc rộng lên. Rồi xanh lơ size 34 giùm em mọi người. Size 3 55 đến 60 kg, size 4 60 đến 65 kg vừa nha. Nền đen lên hoa màu xanh lơ. Ồ chị đẹp nào thích cái này lên cho em mã xanh lơ size 34. Lên mã xanh lơ size 34 giùm em nha. Xanh lơ size 34. Rồi cái này lên cho em hồng size 2345 mã hồng. Hồng size 2345 lên giúp em. Rồi lên cho em cái này hồng size 2345 mọi người, hồng hồng cam cam, đẹp quá. Rồi lên hồng 2345 mã hồng lên giùm em. Chốt hồng size 2345 mấy chế đẹp. Rồi lên giúp em mã hồng size 2345 nha, hồng 2345 mấy chị yêu ơi. Lên hồng 2345 giùm em nè. Rồi cái này hoa vàng em còn size 2, chị nào vừa chốt vàng 2. Lên cho em mã vàng 2. Ôi đẹp quá. Rồi lên mã vàng 2 giùm em nha. Vàng 2 hoa vàng size 2. Chốt vàng 2 giúp em. Rồi bạn hai mấy chị yêu ơi, còn xem like không mọi người? Hết rồi xem em xuống like vào lại nha. Các chị còn xem like không chứ đẹp gái? Rồi hôm nay em còn size 1, chị yêu là vừa lên cho em mã này mã hồng 1. Hồng 1 giúp em nha, hồng 1 mấy chị đẹp gái ơi. Đây hồng 1 giùm em ha.
Rồi lên mã hồng 1 cho em. Hồng 1 mọi người, hồng 1. Chị nào vừa lên cho em hồng 1 nè. Mọi người comment giúp em quần quần này có
con hay sao, rồi Dung xíu Dung tặng cái nào mọi người, cho Dung tặng cái đã. Dung bị mắc tặng rồi mọi người, cái like này bị mắc tặng rồi, buồn em ngăn quá thì cho nên tặng đi, vô nhắn tin cho ngăn đi. Trời ơi, cái túi này là mọi người biết là 2 năm trước nó rất là hot luôn, là 280.000 là Dung đã bán rẻ người ta rất là nhiều rồi, mà bây giờ Dung tặng mà có 2 cái à, nhà Dung còn đúng 2 cái, Dung sẽ tặng cho mọi người. Mọi người comment giúp Dung nè, tặng à lộn, vía dài, dài vía chứ lộn, chết bà, dài vía giùm em kèm theo số điện thoại và em sẽ nhắm mắt, người nào chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ bấm tặng nha, và em sẽ coi là lại là mọi người có đúng mọi người là chia sẻ cho Dung không. Em sẽ nhắm mắt và ấn một người bất kỳ, chứ em không mở mắt ấn nha mọi người nha, em ấn một người bất kỳ để cho người nào được bán với giá là 0 đồng, 0 đồng nha. Comment giúp em là chữ giải vía, giải vía 0 đồng luôn càng tốt nha mọi người. Hai màu và Dung sẽ tặng bất kỳ nha mọi người nha, hai màu đó. Trời ơi, tôi không có mà bán nè mấy chị, mà tôi đi tặng mấy bà cái túi xịn sò vậy đó, kinh khủng không? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Thầy là thầy ghét em rồi. Comment tương tác chia sẻ giùm em nha mọi người nhá, giải vía 0 đồng, chia sẻ giùm em vậy mà kêu không có. Thầy tặng thiệt nha mọi người. Này em em không có tặng ảo nữa nha, em không có chơi ảo nữa nha mọi người. Nhột hả? Em không có tặng ảo nha mọi người, mua hàng mua đồ tặng của em là biết rồi. Bưng kè chúng không có chơi ảo đâu mọi người ơi. Em chơi là em chơi thật à, nhà em không có gì ngoài quần áo hết á. Quần áo với đồ em là tiền không có, chứ quần áo với đồ là em đầy. Mọi người muốn, mọi người mà muốn em tặng gì mọi người cứ tương tác mình em lên là cái gì túi tiền nó túi khi trong túi em có khi em còn đưa ra cho mọi người luôn đấy, thiệt sự. Rồi đủ cho em mấy trăm lượt chia sẻ, 300 lượt chia sẻ bắt đầu em mới ấy nha, 300 lượt chia sẻ. Đừng vội ghim để chị ghim khách được tặng trước đã. Em sẽ tặng màu bất kỳ nha, bây giờ không có lựa màu nha mấy bà nha, không có được lựa màu đâu, tại vì cái này làm tặng bất kỳ cho mấy bà đó, không lựa màu nha, không lựa màu dùm em Dung nha, mấy bác yêu nha, không lựa màu. Quần Dung mặc đời xíu, quần Dung mặc hình như là chứ chích bà, quần Dung mặc là hàng loại 1 đấy, quần Dung mặc đẹp lắm. Giải vía 0 đồng dùm em, đủ 200 lượt chia, 300 lượt chia sẻ. Nhi, mấy trăm loài, mày đừng có nói như vậy, nhiều người nó nhục mày. Nhi, kỳ cục ghê á, thiệt á, bé ngân nó giật á. Rồi hai túi, trời ơi, em tặng em tiếc á mọi người, thề luôn. Tính hơi xấu một tí xíu em tặng em tiếc á, tại vì hai cái túi này rất là cưng luôn, xịn sò lắm, mới cho 110 lượt chia sẻ mấy má ơi. Mới có 110 lượt chia sẻ thôi, cho em Dung thêm 90 nữa đi, 90 lượt chia sẻ nữa là đủ nhá. Em biết là bay của em nó kém tương tác thật, cho nên em mới chơi kiểu này đó mọi người, tặng hơi bự một tí xíu ha. Nên mọi người ráng, em sẽ nhắm nha, em sẽ như thế này và em sẽ lướt ấn một người bất kỳ, nhưng mà ấn lên người đó mà không có nút thiện người đã chia sẻ là Dung sẽ hủy đơn và để cho người khác nha mọi người nha. Em sẽ hủy đơn và để cho người khác, má xinh quá, không đỡ bán luôn đó trời, tao không đỡ tặng luôn á, không đỡ tặng luôn cho bà nào luôn đó trời, xinh ha. Cái túi này là túi em nữa, mấy rồi em ơi, mày đang vô soi với người ta hay sao vậy? Mày soi Facebook ta đi nè. Bé Ngân ơi, dây lấy quà này bé Ngân. Hả? 130 lượt chia sẻ, trời lâu vậy. Mấy bà ơi, chia sẻ đi đã rồi comment, mấy bà mới có 130 hả? Mới có 130 thôi mấy chị ơi. Mới có 130 thôi. Tí nữa lên tặng cho tiếp, cái này có 3 cái à. Có 3 cái khách không đủ đơn á. Tí là tặng cho mọi người, mới có 130 thôi, 70 lượt nữa để comment nè, nhắm mắt khua tay nè mọi người. Em bấm chứ hả? Ừ ok, em cho nhân viên em bấm, nhân viên em là không biết khách nào là khách nào đâu, em cho nhân viên em bấm. Mất công mọi người lại kêu là con Dung thiên vị, nhân viên em bấm nha, nhân viên em ghim nha. Vô bay chị ghim đi nè, lấy cái Facebook của chị vô ghim, tự ghim luôn. Nhân viên em tự ấy nha, nó tự ghim số điện thoại để chị nó luôn đó mọi người. Nói vậy chứ để em nhân viên em tự ghim cho nó gọi như là công bằng xong luôn. Ha bầy, tối này
hoài luôn. Mấy con 180 được chia sẻ cho mấy chị ơi, má ơi nó xịn chưa? Xịn ha. Mọi nhìn thấy màu đen này. Mọi nhìn thấy màu đen này. Xịn sò cực kỳ luôn. Bao xịn luôn đó mọi người. Trời ơi má ơi, chưa đủ lượt chia sẻ. Trăm mấy rồi. Chưa đủ lượt chia sẻ mà đã ghim mà nó ghiền Phương Phạm hay sao, nó ghim Phương Phạm luôn. Chưa đủ lượt chia sẻ sao mới bảo ơi, mạng bị giật quá rồi. Hả? Mạng bị giật đó, nãy giờ bị giật 2 lần rồi đó. Chưa tặng đã giật rồi. Hả? 200 rồi hả? Rồi Phương Phạm này. Phương Phạm cái màu đen này. Rồi ghim cho chị một người nữa. Em không biết nha, nhân viên em tự kim đó, em không có biết cái gì hết. Em cho nhân viên kim cho nó công bằng nha mọi người nha. Má người nó đang thảo luận nhau là kim ai. Trời ơi là trời, kim đại chứ mấy bà. Nhanh tay nha. Từ từ, cán móc 80 đã, 73 rồi, cán móc 80, lúc nào thấy 80 thì lúc đó hẳn kim. 78 rồi, 80, kim một người. Kim một người nha mọi người ơi. Kim một người nữa. Kim một người nữa nha mấy bà ơi. Trời má ơi, túi này mà tặng nó hơi lớn đấy nha mọi người nha. Kim một người nữa cho em. Chạy vía. Dung bị mát hả mọi người? Em cũng cảm thấy em bị mát. Rồi mày không kim ai hả? À mày vẫn đang bấm bill hả? Trời má ơi, nó bấm bill luôn, kinh không? Kinh không mọi người? Nó ngồi bấm bill luôn á. Kim em không ghim là tại vì sao không, mọi người kêu em là thiên vị khách quen hay là khách gì, em cho nhân viên em ghim, em cho cái nhân viên mới ghim luôn đó, cho nên là nó không biết ai hết. Nó thích ghim lắm mọi người, tay nó bị ngứa, nó thích ghim á. Rồi Lely 0 đồng đuôi 023, ok. Rồi cái này tiếp tục em sẽ ghim thêm 3 người, em sẽ ghim thêm 3 người cho em à 90 đi mọi người. 90 người, à lộn, 100 người chứ, tại 86 rồi, 87 rồi. 29k 2 người, à 3 người chứ. Ghim em đi chế. Nhân viên nó ghim, mọi người này thì nhân viên đi kêu là Nhi ơi, Hạnh ơi, ghim đi. Ai đó đang ghim ở dưới đó. Rồi 29k qua mã, 29k dùm em. Nói chung là tối nay vui chơi giải trí thôi mà, cái gì em ghim cho em ghim tiếp đó. 3 người 29k. 29k dùm em nha mọi người nha. Em đâu có tiếc mọi người cái gì đâu. Thậm chí không có tương tác, em vẫn chơi với mọi người mà. Cái này giải viết cho mọi người chơi vui vui thôi à. Đầu like cho nó đỡ buồn thôi. Ủa, chưa lên mã 69 hả? Hả? À lộn, chưa lên mã 29 hả? Chưa lên luôn. Ngưng cho em cái mã 0 đồng mấy chị. Lên cho em mã 29 mặt nạ nè. Mặt nạ 29k. Cái này là 180.000 lần á. Đây, 29k mặt nạ có 3 hộp thôi mọi người ơi. Comment giúp em là 29k nha. Ủa không ai lấy mặt nạ luôn hả? Bên này không thấy hiện cái comment 29k luôn ấy. Ngưng dùm comment này giải vía đi mấy má. Còn đâu nữa mà comment giải vía mấy bà. Nhanh chị để like chị khổ quá, để mày kim cho tao xỉu á. Đây. Kim ai vậy? Ai vậy? Chị ăn ghe Trần Lâm với ai? Nhi Trương. Rồi với ai nữa? Chưa đúng không? Cho bà. Trời ơi, thấy mấy bà được rồi cứ comment đi, comment lại không mà. Jenny Nguyễn. Rồi. Hết nha mọi người nha. Em ghim được có 1 người à. Còn lại nhân viên em ghim hết á. Rồi quần em mặc. Hết rồi mọi người. Thôi like đồ đi, trời ơi. Mình chơi mini game xíu cho nó có tương tác thôi chứ hả? Đồ thì ngày nào em trả tặng. Rồi quần giùm em, quần này là 215.000. Xe cho mọi người, cái này hàng cao cấp có size S, size M và size L và size XL giùm em nhá. 3 size S, M, L, cái này là quần hàng cao cấp nha mọi người. Đó, cái này là màu trắng giùm em. Màu trắng. Cái này em xả 125 luôn, còn có 4 5 quần à, còn 4 5 màu gì á. Một 3 màu chứ. 3 màu đúng không? Mà hình như là còn có 4 5 ri gì một màu á mọi người. Nên em sẽ xe cho mọi người 125 luôn. Cái này là 215 lần. Cái quần này là hàng tao bao nha mọi người nha. Hàng loại 1 đấy. Comment giúp em là màu nha mọi người nha. Màu và kèm size S, size M và size L giùm em. Hết rồi mọi người. Ngưng ngủ em.
Rồi comment giúp em là quần kèm màu giùm em nha mọi người. SML 125.000 một quần. Cái này là sale cho mọi người xuống từ 215 mà sale xuống còn 125 thôi. Bạn nào lấy thì ghi giùm em nhá. Cái này mọi người có thể mặc từ mặc với áo sơ mi cũng đẹp. Đó, mọi người mặc với áo thun hay là mặc cái gì cũng đẹp hết đó mọi người. Áo ba lỗ hay là áo gì quần lưng là siêu cao nha, rốn em tít ở dưới này mà quần lên tít ở trên này luôn. Size S là từ 48kg xuống, M là 52, L là 56kg và XL là từ 65kg xuống. Comment giúp em nha, không mỏng. Tôi đang mặc cái quần đen đằng tông này. Chết bà rồi. Tôi đang mặc cái quần đen và tôi đang còn khoe quần đen này, chắc tôi bị ngáo đá luôn rồi. Cái quần trắng nó không hề mỏng nha bà. Má đang tưởng nó mặc quần đen nữa chứ. Má tôi lại luôn á thiệt. Tôi chưa đá hay sao ấy, ngó ngáo á. Đen L Quỳnh Trần. Không nha, không, tí nữa tôi sẽ mặc màu trắng cho coi. Đây để cho anh mặc màu trắng cho luôn nè. Không hề mỏng. Quần này là dạng quần xịn đó mọi người, không phải quần rẻ đâu. Quần này quần hàng xịn nha. 125. Cái này hàng tao bao, hàng xịn á. Đen với trắng size S cho Quỳnh Trúc. Cái này phải hàng lẻ à, hàng rẻ đó mọi người ơi. Đen XL cho chị Quỳnh Trần. Ủa chị Quỳnh Trần là lấy L hay lấy XL? Thì có size XL mà đúng không? À lấy L hả? SML nói lộ đó. Rồi ai đấy? Ừ, nói chết không biết đang nói gì luôn đó thiệt cái mọi người. Kiểu hôm nay nói nhiều quá bị quấn miệng á. L là 60kg xuống, nói lộn nha. Đợt trước có XL rồi, hình như hết XL rồi, XL có mấy cái à. Hình như nãy chị thấy XL đấy, XL được có mấy cái à. Biết là của gì, XL là 65kg. XL màu trắng là có XL đúng không? Màu trắng là có XL nhá, 65kg, 59 cho tới 65kg là mặc XL. Còn mà 59 cho tới, 53 cho tới 59kg là mặc size L. Đó, còn size S là từ 48kg rồi xuống, size M là từ 53kg rồi xuống. Cái này đẹp lắm mọi người, em khuyên mọi người nên lấy. Em mặc cho mọi người cái màu trắng nha, cho mọi người nhìn. Mặc cho mọi người cái màu trắng. Em xe có 125 mà mấy bác ơi, em xe có 125 mà. Em đang mặc màu đen mà nãy. Mà nãy em kêu bà kia bà đừng với bị bà hỏi. Cái tôi kêu là đang mặc màu đen mà đinh chỉ màu trắng. 215 xả còn 125 nha. Đây. Ui là màu trắng. Đây đang mặc cái quần màu đen đấy nha mấy bà. Mà nó còn không mỏng mét gì luôn á. 125 mấy bác ơi. Áo đẹp quá ha. Dễ thương ghê. Không có đâu, L là được rồi. Rồi ai lấy cái giùm em nha. Trước em chốt 4 cái á chị. Chốt cái gì 4 cái bà. Rồi cái này ghi giùm em. Màu trắng đẹp ha. Áo ôi. Nhìn cái quần dùng dung nè. S, M và L giùm em. Quần này thì không co giãn nha mấy bà ơi. Còn đen nè, ba màu giùm em. Ê, Kim dùng chỉ lên cái màu đi em ơi. Nè, Kim dùng chỉ lên cái màu đi. Em màu trắng xinh quá ha. Màu xanh này cũng xinh nè. Đẹp quá mọi người. Đen 49kg em mời cho giàu Trinh. Có đen túi sale à. Túi này đang xả 1.50. Có hai màu đen trắng. Túi xả 1.50 nha mấy bà ơi. Hai màu đen trắng giùm em nha. À, trắng và xanh xe cho bà vị ngọt tình yêu. Rồi ai đấy thì ghi giùm em. Ai quần này đẹp lắm mọi người, nhìn cái form này xinh lắm. Bán đi cái này cho nó xinh ra. Trời ơi xinh lắm mọi người, cực kỳ yêu luôn. Em đang mặc cái quần ở trong. Em đang mặc 2-3 quần luôn. Thấy không? L xanh nhà Zen đi Nguyễn. Nguyễn Bích là túi đen. Trắng xanh xe L cho heo xinh bé. SML cho mấy bà. Gói hàng của em chốt 4 cái quần lận vậy hả? À, Dior hả? Tuyết Lan size trắng size L chị. Tuyết Lan cho em xin thêm cái địa chỉ nha. Quần em coi bên trong có không chị ơi, cho em. Không em ơi. Rồi cái này ghi dùm em là màu xanh nè. Màu đen tí mặc màu xanh cho. Màu đen thì nãy dùng mặc đầu rồi thì mọi người khỏi về ấy. Má màu trắng xinh nha. Hả? Nguyễn Bích là túi đen. Trời má ơi cái túi đen rõ ràng luôn. Má ơi cái kiểu túi rõ ràng luôn. Rồi cái này ghi dùm em nha. Màu trắng. Cái này ghi cho em là màu đen. Và cái của em là màu xinh quá ha. Má cái quần đẹp lắm luôn đó mọi người. Thật tự tin luôn ấy. Phải tự tin nói là hàng loại 1 cho mấy bà. Người ta bán 200 mấy. Tôi bán trên live share cho bà đã chia sẻ bài là 125 thôi nha. Cái này là cam kết cho mấy chị là không lời 1.000 nào của mấy chị luôn. Rồi mất chép luôn. Chép đâu rồi.
Cái này là lỗ banh nhà luôn á, tại em bán 215.000 lần. Hôm bữa khách nào cũng lấy đủ màu, hôm bữa nó có màu màu xám nữa mà hết rồi mọi người ơi. Đây, màu giúp em màu trắng. Màu trắng giùm em nha mọi người nhá, màu trắng. Cái quần này form đỉnh không? Màu trắng. Cái này là màu đen và màu xanh, sale ở trên line cho bạn nào chia sẻ giùm em là 125.000, có size S, size M và size L. Size S là 48 kg, size M là từ 53 kg rồi xuống, size L là từ 60 kg rồi xuống nha mọi người nha. Áo không bán, còn sữa rửa mặt em hết sữa rửa mặt. Ok chị Tuyết Lan nhá, xanh em mời cho chị Nguyễn Bích. Em sẽ mặc màu xanh cho mọi người nữa là hết màu nhá, có 3 màu thôi, như gần hết rồi đó đúng không? Còn mấy cái à? Mấy bà ai lấy thì chốt lẹ nhá. Xanh 49 kg cho giàu trinh. Nói chung là mọi người mua đi mọi người. Thiệt á, cái quần này là auto là mọi người phối với cái gì cũng đẹp. Thề với mọi người là auto phối cái gì cũng đẹp luôn. Móc lên dùm chị. Auto phối với cái gì cũng đẹp luôn đó mọi người. Không đẹp cũng trả lại tiền cho mà. Nói cỡ vậy là mọi người phải biết là cái quần này của Dung rất là xịn sò luôn. Ép má là màu xanh. Ôi là trời, chắc chết mất. Cái này thì mọi người nên phối với áo màu trắng là đẹp nhất. Cái quần màu xanh này mọi người phối màu trắng với màu đen là rất là đẹp luôn. Với áo màu, áo Dung có bán. Trời ơi, xinh quá. Ừ, phối với áo sơ mi á mọi người. Trời xinh không? Nó xinh quá. Ôi là trời, chắc chết mất nè. Mọi người phối với cái sơ mi, trời ơi. Phối với sơ mi vô cho Dung. Sơ mi Dung xả mọi người có 110.000 thôi, quá rẻ luôn. Rồi quần 3 màu dùm em, S, M và L. Đây, quần này đẹp lắm luôn đó mọi người. Nó hack cái mông của mình lên. Thấy không? Nó hack cái mông của mình lên, nhìn rất là xinh luôn. Quần là có túi nè mọi người ơi. Dung mặc là size S. Tôi mặc là size S. Tôi mặc size S nhưng mà eo của tôi nhỏ lắm. Eo của tôi có 58 à. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Eo 58 thì nó đang thừa một khúc. Bởi vì eo của Dung nhỏ lắm. Eo có 58 thôi. Người thì mập nhưng mà eo thì nhỏ. Rồi cái này ghi cho em là màu đen, màu trắng và màu xanh. Má màu xanh đẹp ha. Nói chung là cái quần này mọi người, màu gì nó cũng đẹp hết. Tại vì mọi người thấy không, cái form á, quan trọng là cái form lên nó rất là đẹp. Cho nên nó ăn cái màu gì nó cũng đẹp hết đó mọi người. Dễ thương không mọi người? Đẹp ha. Vừa chắc chắn luôn. Rồi áo Dung không có bán. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là màu, cái này ghi cho em là màu xanh. Màu xanh nha mọi người nhá. Rồi cái này ghi cho em là màu đen. Màu đen với màu trắng là dễ mặc nhất. Tại mọi người dễ phối đồ. Dễ phối đồ nhất là màu đen với màu trắng. Sơ mi em chỉ có 2 màu. Còn cái màu xanh với lại là màu trắng thôi chị ơi. Hết rồi. Cái sơ mi này là tới 220 lận á. Này hàng này hàng xịt luôn. Hàng 300 mấy luôn á. Set thể thao quần dài lúc xưa còn nhá chị. Em còn màu nâu. Màu kem với màu đen chị lấy màu nào? Cái áo có nón đó đúng không? Chị lấy màu nào? Nè mọi người phối với lại là cái này rất là cưng luôn. Quần là sale 125, 215 sale 2, sale 125.000. Có 3 màu trắng, xanh với lại đen. Quần nha mọi người. Em nói thật mọi người, trong tủ á, mọi người mua lắm quần jean nhưng mà mọi người nên mua một những cái quần này. Tại vì quần này đợt trước, cái hồi trước Dung bán cho mọi người 215 đã rất là hot Facebook rồi. Em bán là một mấy tháng sau á, nó mới có lên hàng nhái là mọi người biết rồi nè. Quần nhà em là hàng xịt nhá, chứ không phải hàng rẻ đâu mọi người. Kèm size dùm chị, kèm size. Mọi người phối với áo sơ mi rất là đỉnh luôn. Nè, phối áo sơ mi đỉnh lắm. Sơ mi trắng thì chị Tuyết Lan. Quần xanh size gì vậy Trinh ơi? Quần đẹp lắm mọi người. Áo kèm màu giúp em. Sơ mi 101 109 mà sale 220. Trời ơi mọi người, đỉnh không? Xinh lắm. Đó, mọi người phối lên. Cái áo sơ mi này em sale còn có 110 thôi. Sale tặng cho mọi người 110 luôn. Quần kèm size giùm em. Trời ơi má ơi xinh không? Cái này là em chưa mặc cái quần trắng với quần đen phối trong cho mấy chị đó. Em mà mặc trắng với đen đóng thùng lên nữa là mọi người xỉu luôn. Em nói mà em đóng thùng cái quần này lên với là cái áo sơ mi trắng là mọi người xỉu té ngang luôn ấy. Đây để em đóng thùng lên cho. Sơ mi trắng như chị Nguyễn Bích. Sơ mi sale có 110 mấy chị. Để em đóng thùng lên cho. Chào Trinh nhà sơ mi. Em đóng thùng. Trinh ơi em lấy quần size gì á, nhanh như không hết này, tại quần có mấy cái à. Comment lên lẻ size dùm chị đi, không có đâu. Tại quần ít à, xả có 125.000 à. Áo trắng em xả mọi người ơi. À,
Thật ra ai lấy thì comment lẻ chứ sale quá rẻ luôn. À, tôi mặc cho mấy bà cái set này, mấy bà xịn chơi vậy đó. Xin ha. Tôi là ốm lắm. 49 nữa. Không, bà Trinh Dolly coi chứ không phải là em. Trinh lấy size gì? Trinh lấy size gì comment giúp Nhung size đó nha. Ai xin không? Áo len dây xanh với đen lúc chiều còn không, lấy em một cái còn nha. Nhưng mà bà Trinh lấy quần size gì nè? Quần xanh size gì? Đấy, mọi người thấy dễ thương không? Trời ơi, auto cưng luôn. Áo len đó em lấy hai màu hai cái đúng không? Mà chị đang hỏi em quần kìa, quần em lấy màu xanh nhưng mà size gì? Size M, quần xanh size M cho Trinh. Áo đó em lấy hai màu hả? Xanh và đen đúng không? 99.000 đó đúng không? Má ơi, mọi người thấy xỉu không? Cái phong quần này. Má ơi, mặc cái quần nó nhìn nó sao ta? Nó vừa lịch sử mà nó vừa kiểu mà nó kiểu sao ta, mong nó cứ áo dây màu đen cho Trinh Dolly. Áo dây len á em, con nơ. Trời ơi, cái quần. À thôi, em không lấy ra nữa. Lấy ra thì tính đi đôi bốt đi cùng với cái quần này, siêu đẹp luôn. Xinh quá. Áo là Dung đang xả 110.000. Quần là em đang xem 125, có 3 màu. Có 3 màu và có 3 size SML luôn. Quần là Dung đang xả 125 á chị. Có 2 màu nhá, 3 màu nhá, đen trắng với lại là xanh. 125 nha mọi người nhá, đen trắng với lại là xanh giùm em. Đây quần. Quần là phải kèm màu và cả kèm size luôn giùm em nha mọi người nhá, quần là phải kèm màu và cả kèm size. Comment giúp em là màu và size giùm em. Xinh lắm, quần là đừng có nói với cái độ xịn của nó nhé mọi người nhá. Quần là auto, đừng nói về cái độ xịn của nó. Rồi ai lấy được ghi giùm em nhá, màu giùm em nhé mọi người. Xinh quá ha. Đó, mọi người lên như thế này cũng đẹp. Mặc kiểu bụi bụi như thế này nó cũng đẹp. Dễ thương lắm mọi người. Mặc kiểu bụi bụi như thế này nó cũng xinh nữa. Đó, ai lấy quần thì ghi giùm em. Quần kèm màu. Xinh không? Đó, dễ thương không mọi người? Quần này là có túi nha mọi người nhá, có túi. Dễ thương quá. Áo sơ mi là 110.000 sale luôn. Và quần là có 3 size S, size M và size L giùm em nhá. S, M, L giùm em. Comment giúp em là size và kèm màu. Kèm size và kèm màu hộ em. Chấm bài đi mọi người. Sao tự dưng khách ao đa chán ha. Bay của em like nó mất đi tương tác đó mọi người. Like tầm tí xíu nó cứ ao, like tầm tí xíu nó cứ ao. Tụt áo vú rồi. Rồi comment giúp em nha. Quần kèm size và áo kèm màu. Quần kèm size và kèm màu luôn. Xinh nha. Mọi người thấy cái con phong quần đẹp không? Có túi á mọi người, có túi nè. Có túi á. Ai lấy quần thì chốt nha mọi người nha. Quần kèm size và áo kèm màu, lấy đồ trong kho ra sale đi em ơi. Sale gì nữa có, đưa ra sale hết thì hết 9 giờ. À set nè, chị Dương Diễm còn ở đây không? Em lên ghi em mở cái này đi. Rồi cái này ghi giùm em nha, set giùm em. Set thể thao ấy. Em còn có một cái màu đen duy nhất à. Cái set thể thao mà lúc đưa Dung like cho mọi người nhớ cái set này không? Đây Dung mặc cho mọi người coi nhá. Má ơi like. Like có ba mấy người luôn á trời. Đầy chây ba mấy người luôn ấy. Bay ngáo đá bà ấy này. Bay chán ghê mọi người. 50kg mặc size M, size S không vừa đâu. 50kg mặc M, S không vừa. Đẹp lắm luôn á. Em còn có một màu kem à. Màu kem, màu đen với màu cam. Set xả 139.000 giúp em nha. Set này đẹp lắm. Ráng tương tác giùm em đi mọi người. Trời ơi, mới có 9 giờ mọi người đi ngủ hết rồi hay sao?
Rồi xét giùm em. Xét này thì khỏi phải bàn nhá. Quần của nó mọi người. Đây em sẽ cho mọi người coi cái form quần. Không còn là form quần ôm như thế này nhá. Rồi comment giúp em nhá. Comment giúp em là màu giúp em. Cái này ghi cho em đang mặc nguyên cả một bộ đồ đằng trong mọi người, mà mặc thêm lên cái set này thấy đẹp không? Áo dây lúc trưa còn không em xem với. Lúc trưa đâu xem áo dây đâu ta? Lúc trưa làm gì có áo dây? Màu nâu. Màu em mặc là màu kem và màu đen. Nâu kem với đen nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi giùm em nâu kem với đen. Set này đẹp lắm. Nâu kem với đen nha mọi người nhá. Quần là ở trên như thế này và ở dưới là ôm nha mọi người. Nó là dạng bét ghi á. Ôm đẹp lắm. Màu giúp em cái này là nâu này. 140 giùm em. Áo đẹp ha. Cái áo form đẹp lắm luôn đó mọi người. Chị Diễm là hỏi set này là hỏi set nào vậy? Rồi comment giúp em nhá. Set thể thao. Comment giúp em là màu. Đen cho chị Diễm thì hết đen luôn đúng không? Hết đen luôn nữa. Rồi hết đen luôn nha mọi người nhá. Còn một cam với lại là một kem thôi là hết luôn. Còn một cam với một đen. Cái áo này là có nón lận đó mọi người. Còn một kem với lại là một đen. Trời ơi, tương tác chia sẻ lại giùm em đi mọi người. Gì mà chưa gì kem cho chị Anh Kiều. Quần sọt là một set 125. Đưa áo len dây á. À cái áo len dây hả, đợi dung xíu. Quần sọt đó là dung xe có 125 thôi chị Phương ơi. Ba màu trắng xanh đen SML luôn. Còn set màu nâu với set màu kem nữa là hết luôn. Set này đẹp lắm. Kem cho Phương. Em còn nhiều set quá mọi người. Thiệt á. Xe chắc tới 10 ngày sau chưa hết set luôn á. Còn set lẻ nhiều lắm luôn á. Để dùng xe cho. Rồi ai lấy được giùm em. Hình như là hết nâu đúng không? Nâu còn có set nữa mấy chị. Nâu còn có set và kem. Còn có 2 set nữa là hết. Set em đang mặc á. Còn có túi nha mấy chị, em đang mặc nguyên cả một cái set bổ đằng trong lận đó nha. Xinh không? Mà nó đã xinh như thế này rồi. Ai lấy thì ghi giùm em nha, màu giùm em. Xinh ha, dễ thương quá. Mọi người à, thương dung cho em nút chia sẻ bài đi mấy chị. Em nút chia sẻ bài đi mấy chị ơi, mấy chị à. Em nút chia sẻ bài được không mấy chị ơi? Mấy chị không thương em gì hết. Chán mấy chị ghê. Con muốn chia sẻ bài luôn. Cái áo len nó đưa chị cái áo len cho chị cho khách xem lại đi. Áo len nó dung xả có 99.000 nè. Rồi set này em còn có set xả 100.000 cho mọi người luôn. Cái này là hàng của khách bom hôm qua. Có set à. Gồm sơ mi và quần sọt nhá. Ừ đúng rồi. Đây. Sơ mi luôn. Nè. À, sơ mi bán không đã là trăm mấy rồi đó mọi người. Kèm với quần ngố siêu xịt luôn. Rồi cái này ghi cho em là set sơ mi sale 100.000 luôn. Ghi cho em là set sơ mi nhá. Má ơi cái này là đúng bán tặc luôn đó mọi người. 100.000. Ai lấy set sơ mi 100 áo là áo lụa nha mọi người nhá. Set sơ mi quần ngố 100.000. Cái này quần ngố là hàng siêu xịt nha mấy bác nha. Rồi set sơ mi giùm em. Má ơi 100.000 set này chắc chết đấy. Do chia sẻ em sale set hàng lẻ cho mấy chị. Có bộ tiểu thư không? Có nhiều lắm em ơi. Rồi áo ba lỗ em còn 2 cái sale 100.000 2 cái luôn. Ghi cho em là áo ba lỗ 100.000 2 cái, 100.000 hai cái. Ai lấy ghi giùm em là ba lỗ nha. Má ơi ba lỗ bán 120.000 rồi sale 100.000 2 cái, có 2 cái nữa à, cho nên là sale luôn. Áo Zara nhá, 100.000 hai cái. Lê pin lên số điện thoại địa chỉ này mọi người, comment giúp em nha. 100.000 hai cái, ghi cho em là áo ba lỗ 100.000 hai cái. Phương Phạm Dầu Trinh với lại Heo Sinh Bé 2 cái 100. Bích Nguyễn lên địa chỉ giùm em ơi, áo ba lỗ này ở đâu lấy địa chỉ đi. Lan Anh em sale combo 2 cái 100 nha, chứ không có lấy 1 cái nha mọi người. Ai ghi ba lỗ là em lấy 2 cái 100 ấy, tại vì cái này em bán là mọi người là 120.000 một cái. Zara hàng xịn đó chứ không phải hàng rẻ đâu, không phải hàng xưởng đâu mấy chị. Bích Nguyễn lên cho em cái địa chỉ nha. Bích Nguyễn lên cho em địa chỉ set sơ mi đó còn không? Thu Ngân cứ comment áo ba lỗ em lấy 2 cái 100.000. Rồi set này sale 59.000 dùm em. Set 59.000. Chị Lê Bin là set sơ mi á. Chị Bích Nguyễn lên dùm em đi mấy chị ơi. Bích Nguyễn lên địa chỉ luôn dùm em. Đây set comment dùm em là set hồng 59 gram. Có set
ba lũ gì dương diễm hai cái, ai cứ ba lũ là hai cái. Ê, hết rồi á. Còn không? Trăm nghìn hai cái ba lũ rẻ ha. Hình như mấy chị mua nhiều vậy. Giận ghê á. Rồi set 59.000 giúp em đi, em là set 59.000 giúp em nha mọi người nha. Ui là trời. Chị vô cùng vòng trầm với em nha. Ui là trời. Set food body cao cấp. Má ơi, cái này giờ xả bao nhiêu cho nó vừa tiền đây. Bán 240.000 một set. Mọi người nhìn cái quần food body này. Đây tôi mặc cái sơ qua cái quần food body cho mấy bà coi. Còn áo 2 giây thì khỏi mặc. Rồi set book body xả tặng trên live luôn, 99.000 luôn. Tôi mặc cái quần book body để cho mấy bà thấy cái form nó đẹp thôi, chứ không có nói nhiều. Này cái quần book body đẹp không? Cái form quần book body là auto xịt luôn. Rồi 99.000, trời má ơi, set quần book body này. Hú là trời, rồi set book body. Còn bên giúp em là set book body, dùm em set book body còn set nào cho má ơi, có 100.000 rồi đó. Áo 2 dây mà khuy này. Và những cái khuy đằng sau của nó. Rồi set book body dùm em. Hình như có một set màu đen nữa hay sao ấy. Sao cái quần đẹp quá mấy chị ơi. Này nhìn cái quần dùm em. Cái này là hàng Quảng Châu á mọi người. Sao cái quần đằng sau nó có bo chung nha. Mấy chị mặc lên thoải mái. Em khỏi mặc cái áo nha, em đang mặc áo dây rồi. Rồi set book body ai lấy nữa ghi dùm em. Hát đầu quá chị. Đâu mất bà luôn. Còn một set màu đen nữa này mọi người ơi. Lâm Chi set book body màu trắng ấy. Còn một set màu đen, quần nó khác nha. Còn một set màu đen nữa là hết. Còn một set book body màu đen. Má ơi, cái dây của nó là dây điện tăng đơ nha mọi người. Có bút ngực luôn, không cần phải mặc áo ngực. Riêng cái áo là cái set book body này là Dung cam kết cho mọi người hàng rất là xịn nha. Không cần phải mặc áo ngực luôn. Đó, rồi thấy cái form lên không? Nhỏ Hương có. Rồi cái này ghi cho em là màu trắng với màu đen đi mọi người. Cái quần của cái set màu đen cũng siêu đẹp luôn. Trời ơi má ơi, đẹp quá. Thiệt ấy. Đẹp không mọi người? Mọi người phải comment cho em là quá đẹp luôn đúng không? Cái quần form siêu đẹp. Áo lộn ghi cho em là set book body. Ok Lâm Chi nhá, trắng với đen dùm em. Đẹp lắm. Ai lấy thêm đen thì ghi dùm em là thêm đen nhá. Hả? 100.000 à? Xe còn có 100.000 thôi. Ai lấy thì ghi dùm em nhá. Trắng với đen. Trắng với đen rồi set sơ mi này nữa này. Đẹp lắm. Bích Nguyễn là dồn đơn phương phạm hả? Bích Nguyễn lấy cái gì? Bích Nguyễn là set sơ mi á, dồn đơn với phương phạm. Để bỏ cái phiếu dồn đơn với phương phạm. Rồi cái này ghi dùm em nha. Trời ơi mọi người, những cái quần không mọi người mua Dung đã 180 rồi đúng không? Rồi cái này ghi cho em là set sơ mi màu xanh. Cái này em bán tặng cho mọi người trên live 119.000 luôn, 240. Xe 119.000 màu xanh với lại là màu nu. Em còn có 2 set à. Xanh với nu dùm em nhá, 119.000. Ghi cho em là xanh với nu. Má ơi. Không đẹp em thối lại tiền cho mọi người. Khá là đỉnh không? Khá đẹp kinh khủng luôn mọi người, những cái form quần này. Rồi ghi cho em nhá, xanh với lại là nu dùm em. Ghi cho em là set hàng cao cấp dùm em nhá. Sơ mi xanh với nu. Ghi cho em là set sơ mi. Đó là cái sơ mi lúc này mọi người mua cái sơ mi màu trắng đã là 101 rồi. Thêm 50.000 là được thêm cái quần tây hàng xịn như thế này. Quần tây này mọi người phối với cái áo kiểu như áo 2 cho em đang mặc cũng rất là đẹp. Quần này không có size gì, đằng sau nó bo chun cho nên là 60kg đổ xuống là mặc vừa set này thoải mái. Nè, em mặc cho chị tại vì đằng sau nó bo chung cho nên là chị không cần phải lấy size. Nè, S, M, L chị đều mặc vừa cái quần này hết. Đó, form đẹp không? Kèm với áo sơ mi đó mấy chị. Cái này là kèm với áo sơ mi đó. Chị hết kem body rồi. Rồi đóng thùng vô. Á à, ôi, cái set sơ mi quá đỉnh. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Màu nâu. Không, kem của nó khách chốt hết rồi. Khách trong inbox chốt nhiều lắm. Chị chưa có ghi á. Không còn đâu. Rồi cái này ghi dùm em nha. Cái này ghi cho em là màu đen với lại là màu... Má ơi, đồ ông này chấm cặp bà kia. Màu xanh với lại là màu nu dùm em. Xe 120. Ghi cho em là set sơ mi 120.000. Ghi cho em là set sơ mi 120.
chịu đơ luôn rồi đó. Để cho em này, cho Jenny Nguyễn cặp đi, dán luôn đi. Không mai không có đâu, tại trong inbox khách chốt hết rồi mọi người ơi. Rồi xét giùm em, cái này là gồm quần cho em cặp đó, tại chị nhường cho em á. Để cho bé 200 luôn đi. Rồi cái này ghi giùm em nha. Đây, mọi người là gồm được cái áo này và cái quần này. Và áo len dây, bao nhiêu dung đổi được em xíu. Nè, cái này ghi cho em là set thể thao, còn có set xe 170.000. Cái này là hàng 340 á. Xe 170, ghi cho em là set set này ghi cho em là 170.000 nhá. Ghi cho em là mã set áo khoác 170. Cái này là 360 nữa đó. Áo dây này mọi người nãy giờ hỏi đúng không? Áo dây này nãy chúng lúc chiều dung sale còn có 100.000 nè. Áo dây này dung sale còn có 100.000 nè. Bà nào lấy thì chốt. Chị Diễm Nguyễn là chốt cái gì vậy? Đây, áo dây dung sale còn có 100.000, bà nào lấy thì comment lẹ nha. Nãy giờ 3-4 người toàn hỏi cái áo này không à. Đó, áo len dây sale còn 100. 3 màu, trắng nu với lại là xanh giùm em. Cái này là len Quảng Châu nha mọi người nha. Đây, len Quảng Châu như thế này. Áo len kèm màu giúp em nha. Còn chị mặc không? Đây nha mọi người. Cái này là ghi cho em là len à, len kèm, len đen và cái này là len màu xanh nha mọi người nhá. Comment giúp em là màu. Comment giúp em là màu. Dễ thương ha. Cái len này đẹp lắm luôn đó mọi người. Nó là len cho nên đừng hỏi ký. Bao nhiêu ký nó cũng vô được hết á. Nó là len mà. Xe còn có 100.000, 180 xe còn 100. Nên là len tao bao á mọi người. Xịn sò lắm. Cái này ghi em là màu kem nha mọi người nhá. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ giùm em. Xe 100.000. À em còn một cái áo khoác nha mọi người ơi. Em còn một cái áo khoác duy nhất màu vàng. Sale còn có 100.000. Áo khoác màu vàng 100. Rồi hỏi áo len. Ba người hỏi áo len rồi, ba người chạy đâu rồi ta? Khăn con có cái à nhỉ? Balenciaga 2 màu 120.000 giùm em. Cái này ghi giùm em là màu xanh với màu xám á. Okay.
nha. Mã này comment giúp em Dung là áo ba len kèm màu giúp em màu xám với lại là màu xanh với có như có cái màu trắng nữa hay sao á. Rồi xả xét cho mấy chị này. Xả xét cho mấy chị nha. Mệt quá rồi. Bụi quá rồi mấy bác ơi. Set này giờ mấy cái set này xả chai có đơn thôi mấy chị. Rồi, xe cho mấy bà trên line là 69.000 ghi cho em là set áo tay dài luôn. Áo tay dài bán không đã là 90.000 rồi đó. Đây, cái này ghi giùm em nha mọi người. Comment giùm em là set 75.000 set nha mọi người nha. Set 75.000. Á, set này cưng quá. Set 75.000. Ai lấy set 75 có nhóm xử lý đơn hàng em ơi. Vô đó khiếu nại. Trên line không ai giải quyết đơn hàng cho em đâu. Set 75.000 màu môn. Ây da. Màu môn với lại là màu này là màu màu em nhắn qua cái đừng có nhắn Zalo riêng em ơi, em nhắn trong cái nhóm á. Mọi người thấy cái nhóm em có đăng lên cái nhóm mà giải quyết đơn tình nhau, mọi người nhắn cho đó sẽ có người kiếm đơn cho mọi người. Chứ nhắn vô Zalo em nhiều việc lắm, em nhức đầu đó, em không có giải quyết trong Zalo đâu, có nhóm xử lý đơn hàng riêng nha mọi người. Ai lấy thì giùm em. Á nhìn cái dép mắc cười. Cái này là màu xám giùm em nha mọi người. Xám với lại là này áo em mặc. Áo em mặc giùm em nha. Có màu trắng nữa nè mọi người. Comment giúp em thôi. Trời đừng có đưa ta lông lá gì ở đây nữa. Rồi cái này ghi giùm em nha. Màu giúp em. Comment giúp em. Á anh chịu có chán ghê. Mệt cái em nhìn ghê. Mệt nữa nó bắt còn thay áo lông nữa. Rồi áo lông giùm em. Có set quần ống rộng má. Cái set quần ống rộng này đẹp muốn chết luôn. Fly được có 3 người lấy tức quá không mà bán luôn. Để mặc hết luôn á. Cái set quần ống rộng đó là phải nói là một từ là siêu đỉnh luôn. Em tức cái set quần ống rộng này em không bán nữa. Để em mặc à. Còn mười mấy set em để em mặc luôn. À, bán 270 mà sale còn 100 mà bao nhiêu ta? 150.000 à. Mà khách sững sờ. Rồi cái set ống rộng đó là hàng chuẩn của Mai Phương Bùi luôn á. Tức á. Rồi cái này ghi cho em là set áo lông giùm em xả cho mọi người tặng mọi người trên live với giá 225 luôn. 350 á. Sale còn 225.000 ghi cho em là set áo lông. Cái này ghi cho em là màu trắng. Màu hồng. Màu hồng nha, cái này là hàng khỏi phải nói đi mọi người. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng, con hot girl nào nó cũng bán cái này 400-500 hết á. Rồi cái này ghi cho em là màu trắng, màu nâu. Em bán có 225.000 thôi mọi người, sale chứ không phải là bán. Rồi cái này ghi cho em là màu nâu giùm em. Màu nâu nha. Trời ơi đỉnh không? Màu nâu. Rồi màu đen. Cái này là khỏi bàn về cái đồ xịn của nó đi. Không xịn đền gấp 10 lần tiền cho. Rồi cái này là màu đen, mua để dành. Rồi cái này ghi cho em là màu đen nha mọi người nhá, màu đen. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh. Trời ơi, cái màu xanh. Màu xanh nha mọi người. Ghi cho em là set áo lông kèm áo ống. Cái áo ống này mọi người có thể mix riêng, mặc riêng cũng rất là đẹp luôn. Đây. Cái này ghi cho em là set kèm màu nha mọi người nhá. Set áo lông kèm màu. Như nó bày ra. Set áo lông kèm màu giúp em nha. Màu nha mọi người, chấm bài giùm em đi nào, muốn lên cái gì nè. Khuya rồi mọi người ơi, comment lẹ đi để em còn like chứ. Ừ, không muốn mua hàng hay sao vậy? Muốn lên cái gì nè. Trời ơi. Gần 10 giờ là em off rồi đó mọi người. Lòi dú luôn rồi nè. Ê đưa chị ghi mấy cái xích loan đi. Có bụng nên không mua được cụ đẹp lắm mà. Cảm ơn tình yêu nha. Cảm ơn tình yêu. Trời ơi tao cảm ơn khách mà nó nói tao ghê kìa. Rồi ghi cho em là áo nha mọi người. Xét chứ em nói lụt. Xét giùm em. Áo lông mới chỉ sale có 225 à. Rồi cái này ghi cho em là xét. Trời cái này xét không phải là áo riêng đâu mấy chị. Xét siêu cấp á. Áo lông đó là Dung bán theo. Em dám khẳng định toàn cái Facebook không ai dám bán áo lông dưới 350 luôn. Dung dám khẳng định luôn á. Mà Dung share cho mọi người.
người á. Rồi cái này ghi cho em là set. Cái này là cái quần quần ấy nha mọi người. Quần đâu rồi em ơi? Cái này là có cái quần legging á. Quần legging nó ôm á mọi người. Đó. Comment giúp em là set 150 giùm em. Đây cho chị cái quần đi bé. Đây cho chị quần. Cái này là hàng xịt luôn. Quần ở đây. Quần này là quần của nó là bằng len luôn, quần ngố len đó mọi người. Đây em sẽ mặc cho mọi người chồng lên cho mọi người nhìn luôn. Này là chơi tới cho mọi người mặc trên live luôn này. Á ôi nó đẹp. Rồi cái này ghi cho em là set cho mọi người nhá. Ghi cho em là set. Rồi xinh không? Mặc cái này quay TikTok là lên xu hướng luôn đó mọi người. Thiệt, quá đẹp luôn. Cái này ghi cho em nhá, màu cái áo xịt ghê. Xịt ha. Cái vải này nó xịt kinh khủng luôn đó mọi người. 150 màu xanh lá, màu hồng. Em chỉ cho mọi người mặc cái áo này này, mọi người xoắn như vậy xong rồi mọi người bỏ trong này. Bỏ trên này. Đó, nhìn lên cái form nó đẹp lắm. Nhìn rất là dễ thương luôn. Rồi cái này ghi cho em là màu nhá. Màu xám. Màu xám giùm em. Màu xám, màu hồng. Cái này ghi cho em là màu màu vàng, màu hồng, màu xám, rồi màu xanh pin. Comment giúp em là màu nhá, nguyên cả set như thế này luôn, chung xe cho mọi người. Tên like còn 150 thôi. Cái này hàng hãng nha mọi người nhá. Hàng rất là xịn luôn. Cái này thì free size nha mọi người. Ủa sao mọi người đứng đo vậy? Muốn cái gì thì nói để em biết em like nè. Không có like cái gì chán khách ghê thiệt á. Biết đường nào mò luôn đó trời. Cái like gì luôn ấy. Hay mẫu như một con điên luôn. Rồi không ai nói gì với nó luôn. Không có set quần dài chị ơi. Em không bán set quần dài nhiều. Nãy giờ có mấy set lên cho mấy chị set quần dài rồi đó. Em set quần dài rồi. Chứ giờ mấy chị muốn like cái gì. Xanh pin cho bà Tuyết Lan. Má ơi cái set này đẹp muốn xỉu luôn. Có 150.000 nè. À cái này có màu cái màu trắng. Màu trắng thôi cao. Màu trắng là giá 160. Á ôi nó đẹp. Á set này đẹp kinh khủng luôn đó mọi người. Xanh min là cái này nè. Rồi cái này là xanh min. Á set đẹp quá mọi người ơi. Tung ha. Này. Cái này là màu vàng giùm em. Rồi cái này là màu đen. Má ơi để đủ màu cho chị đi. Rồi cái này ghi cho em là màu trắng. À lộn, màu hồng. Màu hồng nha mọi người nhé. Nó không ai bán cho mọi người giá rẻ như thế này luôn. Nó thiệt á. Quá rẻ cái set này. Cái này bị màu em mặc của em rồi. Rồi cái này ghi cho em là set trắng giùm em. Trắng này còn đỉnh hơn nữa. Trắng 160 giùm em. Má set trắng mọi người những cái form đồ này. Em thề với mọi người luôn á. Set này là toàn 300-400 ở ngoài không. Tại vì cái này là tất cả đều là hàng hãng nha. Không phải hàng rẻ đâu mọi người. Không phải Việt Nam xuất khẩu, cũng ngoài hàng Quảng Châu luôn. Cái này hàng hãng rất là đẹp luôn. Màu trắng thì chủ nó mắc hơn cho nên em sẽ xem mọi người 160. Đó, mọi người cứ tưởng tượng đó là cái quần ngố ở trong này. Rồi em mặc quần ngố lên nữa. Quần ngố của nó là bằng len nhá. Cái này là bằng len đó mọi người. Cái này ghi cho em là trắng giùm em. Má ơi mọi người biết cho em cái này. Trời ơi nó xinh. Đi thêm đôi dép và kiểu cao nữa, hoặc là đôi giày thể thao á. Là trời. Quá. À màu hồng nữa này. Có mỗi màu trắng là 160 thôi. Còn lại mấy cái màu này là đều là 150. Tại vì trắng nó là cái chữ của nó là nổi lên và nó là dạng quang. Đó. Rồi cái này màu hồng giùm em. Tất cả quần nó đều giống nhau nhá. Quần là quần ngố đen và chất là chất len nha mọi người. Đó. Ai lấy thì ghi giùm em. Comment giùm em là set nha mọi người. Em phải nói là siêu đỉnh cái set này luôn ấy. Xinh không? Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ giùm em. Mọi người muốn lên áo lẻ, lên áo chị đưa chị hai cái áo ba lỗ đi em. Set trắng cho chị Nguyễn Hằng. Má set này đẹp quá. Xinh quá ha. Trời ơi mặc là nhìn là biết là dân có tiền mặc luôn á. Nhìn là biết dân có tiền mặc đồ luôn á mọi người. Quất thêm cái bao á gì ta. Cái này bao tử nữa. Trời ơi má ơi nó đẹp. Em nói thật luôn á. Em không phải là nói điêu lên đâu. Mà cái set này nó rất là đẹp. Dễ thương quá.
em là màu nha, màu kèm tay số điện thoại. À, em còn một cái áo khoác, khoác này em xả cho mọi người trên live, còn 185.000 thôi, ghi cho em là khoác nha. Khoác 185.000, ghi cho em là khoác trên nội á, 270 sale còn 185. Em còn có áo thôi, áo khoác riêng. Mọi người vô lọ lem hỏi cái áo khoác này đi, có phải là 390.000 không? À 490.000 chứ, em nói lộn. Nhà em bán có 360 thôi mọi người. À 260 chứ, rồi em xem mọi người trên live còn 185.000. Ghi cho em là khoác NI 185. Á, khoác này đẹp lắm luôn. Ghi cho em là khoác NI nha. Tí là chị coi lại live đi chị ơi, em không có cho coi lại nữa đâu. Coi đi coi lại mấy cái set đó nó cực lắm. Ê cái áo gì ở ngoài kia kìa. Áo đó là áo gì vậy? Áo cổ tròn hả? Cái đó ở ngoài luôn hả? Rồi em đem cái áo này cho mọi người nha. Rồi comment giúp em khoác NI. Không, cổ tròn trơn ấy, cổ tròn trơn ấy mà. Ừ, em cái này chị để bên đây là của chị mặc ấy nha, đừng có ấy nha. Rồi 100.000 hai cái, ghi giùm em nha. Áo thun đang bận có bán lẻ không? Không, em áo em đang mặc không bán lẻ. Rồi cái này ghi giùm em, alo 100.000 hai cái, tin LV cho Kim Ngọc nè. Ai lấy cái này thì lấy một cặp nha mọi người nhá, 100.000 hai cái luôn. Áo Zara này là tất cả bạn nào mua của bên nhà Trung đều là 120 từ trước tới giờ á. Đợt em sale rẻ nhất là 90.000 một cái. Bây giờ em xả luôn 185. Rồi cái này 100.000 hai cái Nguyễn Thi này. Em còn có 3 cặp thôi là hết. 100.000 hai cái ghi cho em là áo nha. Má ơi, bà nào mua rồi là bà đó biết nha. Đù, con lùn mới tạo Facebook là Ngọc Thơm. Đù đù đù, tao thấy rồi nha. Ta thấy con lùn rồi nha. Buồn tình sắp mi sáng giờ tôi chốt bên bà hết 1 triệu mấy. Rồi cái này ghi giùm em nha, comment giúp em. Trời ơi, 100.000 hai cái má ơi, chơi đủ mọi người. Đứa này đứa nào lại phát biểu với tao là hết. Bảo Nhi hai cái cho em đủ tay ấn rồi không, những mua ba bộ. Em còn đồ mũ tay dài không chị ơi? Đồ mũ em không còn mũ nào. Đồ mũ em hết. Em hết. em hết. Mấy chị ơi em hết. Đồ mũ em hết nha. Em hết nha. Này, đổi tên thôi mà. Mày lập nick Facebook khác thì cưa trai chứ vậy. Tao về tao mách chồng nha. Mách gì ta, thằng gì ta? Hả? Gì? Ninh hả? Rồi áo này sẽ bao nhiêu mấy đứa? 75 hả? 75.000 má ơi nó đẹp. Trời ơi em khỏi bàn với cái áo này đi, em còn có 6 cái à. Màu giúp em nha. Cái này là mọi người phải lấy lẻ này. Áo màu trắng 75.000. À, cái này là ghi cho em là màu vàng. Màu trắng em đang mặc còn 2 cái thôi. Rồi cái này ghi cho em là màu đen, màu hồng và màu này là màu môn giùm em nhá. Áo này thì mọi người biết rồi, trước mọi người mua bên em là rẻ lắm, là 140.000. Thân cứng hả? Đồ. Xếp trắng cho chị Tuyết Lan. Ủa xếp trắng là xếp gì? À lúc này đang mặc hả? Ok chị Tuyết Lan. Rồi cái này ghi giùm em nha. Cái xếp trắng là rồi cái này ghi cho em là áo màu môn. Áo này là khỏi phải bàn, không cần phải bàn về cái đồ xịn của nó nha mọi người. Mọi người cứ mặc lên là biết hàng xịn liền đó. Rồi cái này màu trắng, màu này ghi cho em là màu môn. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng, có 75.000 và hàng rất là xịn nhá. Rồi cái này ghi cho em là màu đen. Rồi cái này ghi cho em là màu vàng. Ủa có màu nu này, hết màu nu hả? À còn cái màu nu này. Ai lấy áo thì ghi giùm em là áo nhưng mọi người, áo là màu nu. Dạ em hết sạch. Quần lót trong nhà em không còn một cái nào để mặc luôn mọi người. À còn em còn để mặc. Ý là em nói không còn cái nào để bán chứ em nói lộn. Quần lót không còn cái nào, không kiếm ra được thằng bom luôn. Trời ơi, quần lót không ai bom đâu mọi người. Ai bom là trời ơi, nghiệp quật, nghiệp cập vào chim luôn. Ai mà bom xét chip của em là nghiệp cập còn chưa chim luôn.
nghề quá. Em đổi qua nghề bán quần lót quá mọi người. Không ai bao quần lót của em luôn. Hiếm lắm, ôi trời chém miệng. Hiếm ơi là hiếm luôn đấy. Tại hôm bữa cái con kia nó bom hai xét, em kêu nghiệp sẽ quần cho chim, nên là không ai bom luôn. Rồi áo giùm em nha mọi người nha. Ôi chịu. Rồi ghi giùm em nha mọi người, để hôm sau coi còn con nào bom không, rồi em like cho. Tại quần lót nó hiếm hiếm lâu lâu nó mới có, rồi em lấy chứ còn không bình thường là không có đâu mọi người ơi. Quần lót nó trời ơi em bán quá rẻ luôn. Rồi comment giúp em nhá, màu giúp em. Em mắc cười quá mọi người, chắc em chịu quá. Rồi xài hàng lẻ mẫu nha. Chấm bài dung dung đi cả nha. Trời ơi mọi người không thương em gì hết. Mọi người chơi vậy là chơi xấu em rồi. Không có thương em, không có chia sẻ bài cho em. Nên mọi người là ghét em rồi chứ gì. Với áo khoác em còn cái màu hồng ruốc nè. Hồng ruốc, ai lấy hồng ruốc thì ghi giùm em. Nhi ơi, chừa tao cái áo màu vàng không? Không bán. Lùng ơi, mai làm, lùng ơi, vui lắm. Rồi, cái này ghi giùm em chui cứt gì. Rồi, ai lấy thì ghi giùm em nè. Comment giùm em là màu, mai nó lên cái đi. Cảm ơn chị Tiết Lan nha. Rồi, áo này em xem 99.000, em còn đúng một cái duy nhất màu này luôn. Ghi cho em là màu gì ta? Màu hồng ruốc á mọi người. Em mắc cười quá, chị chia sẻ cái lúc mà em nói quần chip nghiệp, quần vô chim là chết em luôn đó chị. Nó lóc Facebook em luôn đấy. Rồi cái này ghi giùm em là áo khoác 99.000 bằng nhung nha. Em còn một cái hồng ruốc luôn. À lấy ghi giùm em nha, hồng ruốc giùm em. Em mắc cười quá mọi người ơi, chắc em xỉu á. Rồi cái này ghi giùm em là áo xanh min. Em còn có cái áo xanh min đang sale 120. Áo này đẹp lắm. Xanh min 120. Cái này là lúc trưa chiều bé ngăn đó mọi người. Bé ngăn nó mua hàng xịn mà bé ngăn bé bảo là trưa mới bán trăm xe 120, tối xe 69. Bé ngăn bảo em vậy. Em không hề nói gì bé ngăn mà bé ngăn trốn mất tiêu rồi. Bé ngăn nó kỳ cục kê. À xanh min nha chị Rubin Nguyễn. Bé ngăn đó là bo xì luôn. Rồi cái này ghi cho em là nâu nha. Cái này là hàng Zara, hàng xịt mọi người ơi. Rồi nâu 99.000 có cái à. Nâu 99 nè mọi người, nhìn cái chất áo đi mọi người. Nâu 99.000. Em bị chặn coi like bên kia rồi. Sao chơi Facebook chơi kỳ vậy hả? Rồi cái này ghi cho em nha, 99.000 ghi cho em là nâu. Mấy vải đã không? Chuẩn Zara nha mọi người nhá. Xịn sò cực kỳ luôn. Rồi nâu giùm em nha. Ai lấy nâu ghi giùm em là nâu 99 củ. Ghi cho em là nâu. Nâu. Rồi set thể thao. Trời ơi là trời. Set thể thao siêu cấp sale 140. Còn có set nữa mọi người ơi. Thể thao siêu cấp 140 nhá. Em còn có set à. Ghi cho em là nâu nha. À lúc đen nha mọi người. Nè mọi người thấy xịn không? Thể thao giùm em. Màu đen nhá. Hầu như là ai cũng hỏi em cái màu đen hết. Riêng cái màu đen là ai cũng hỏi nhiều nhất. Thể thao nâu giùm em. Là đen giùm em. Chơi đá rồi mọi người ơi. Khúc này cắn đá nặng quá rồi. Chia sẻ giùm em nào. Chia sẻ cho thầy đi mấy đứa ơi. Rồi cái này ghi cho em là áo đen nha mọi người. Áo này đẹp lắm. Áo này lấy